chúng ta vẫn đang phải mỗi ngày đối diện với rất là nhiều những cái vấn nạn toàn cầu luôn rồi. Đó là môi trường ngày càng ô nhiễm hơn, các loại bụi mịn nè, các khói bụi xe cộ nè, rồi cả là gì nữa, ở các loại vi khuẩn virus nó đâu đó xung quanh chúng ta, và đôi khi nó đe dọa đến đường hô hấp trên của mình hoặc là của con nhỏ ở nhà. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị một giải pháp nha, dung dịch xịt mũi tăng miễn dịch đến từ thương hiệu quá là quen thuộc với VTV Hyundai, Honeyland. Wow, thật tuyệt vời đúng không nào? Mà khi mà nghe chị Ngân chia sẻ xong á thì Dung mới thấy đúng là dạo gần đây á, cái mũi của em rất là hay bị dị ứng nha. Ngày xưa thì bình thường lắm quý vị ơi, nhưng mà không hiểu tại sao dạo gần đây á thì rất dễ, lỡ mà giả sử lỡ hơi trái gió chờ chờ một xíu thôi là bắt đầu hắt xì, là bắt đầu ngứa mũi, rồi nhiều khi là bắt đầu chảy nước mũi liên tục. Mà quý vị biết đấy, mỗi cái khoảng thời gian mà gặp phải những cái vấn đề đó thôi là mình cảm thấy như thế nào ạ? Rất là khó chịu đúng không nào? Mà nếu như giả sử cái sức đề kháng của mình nó bị yếu đi nữa là chắc chắn là chúng ta sẽ bị mắc bệnh rồi, phải không ạ? Người ta hay bảo á là bệnh á thì từ miệng mà vào, nhưng mà không phải chỉ đơn thuần là từ miệng đâu thưa quý vị, mà nó còn thông qua cả đường hô hấp, đặc biệt là thông qua một cơn đại dịch vừa rồi đúng không chị Ngân? Đúng rồi, chúng ta thấy là họ cái mũi của mình hay là con nhỏ ở nhà quý vị, một ngày từ ngoài đường về á, nếu mà quý vị có thói quen thường xuyên xịt rửa mũi á, mình sẽ thấy nhà thật sự mình lấy đi được rất là nhiều những cái bụi bẩn ở trong khoang mũi của mình ra ngoài á. Mà như vậy thì sao ạ? Tránh cái tình trạng là nó tích tụ lâu ở trong khoang mũi nè, dẫn đến những cái căn bệnh về hô hấp trên, rồi đúng từ rồi. Từ kéo về lâu về dài. Như con Huỳnh Ngân cứ mỗi lần diễn biến bệnh là đơn giản lắm ạ, cứ một đợt mà không có xịt rửa mũi thường xuyên á, rồi bắt đầu con tiếp xúc với tác nhân gây bệnh á, là về bắt đầu sao ạ? Viêm tiểu phế quản. Wow. Xong rồi viêm phế quản, rồi nếu mà không chữa chạy đúng lúc á, đúng cách, kịp thời gian á, thì bắt đầu chuyển qua viêm phổi. Mà các ông bố bà mẹ nghe con bị bệnh là bắt đầu không có tâm trí nào để làm việc hết. Đúng rồi. Còn bản thân Huỳnh Ngân đây ạ, đang bị lây bệnh từ con của mình. Tâm sự bà mẹ bỉm cho hay, bây giờ cái mũi của Huỳnh Ngân nó đang khục khịch rò rè nè quý vị. Có ơi à, cho nên nghe. Là bây giờ mình sẽ thử nha. Đây, mình sẽ lấy một cái chai dung dịch xịt mũi Nano Salt. Đây ạ, nó có nano bạc, nó có NaCl, natri chloro 0,9%. Đây, cái thành phần này rất là quen thuộc trong những cái chai nước muối sinh lý đúng không ạ? Nó giúp cho chúng ta có thể là rửa cái phần mũi của mình một cách an toàn. Nhưng mà quan trọng là nó còn có thêm những thành phần gì nữa ạ? Có bạc hà, tạo cảm giác thoải mái, có xuyên tâm liên. Không biết là với Dung thì có nghe quen cái cụm từ xuyên tâm liên không? Có, em rất là quen luôn đấy. Bởi vì ngày xưa khi mà chưa có những cái dòng sản phẩm như thế này á, lỡ mà mình hơi bị cảm một chút xíu là kiểu gì mẹ cũng đi ra chợ, mẹ mua những cái gọi là những cái loại cỏ mà trong đó là chắc chắn là sẽ có là cái xuyên tâm liên. Với lại còn hồi mà Huỳnh Ngân còn nhỏ hơn á, là ba nói cứ mỗi lần mà bị viêm hô hấp hay gì á, đi ra trạm y tế phường á là sẽ được phát cho cái viên xuyên tâm liên uống. Bởi vì á, ba Huỳnh Ngân nói nha, Huỳnh Ngân rất là hợp với cái loại thuốc đó, cứ mỗi lần liên quan đến sụt xịt khò khè gì đó đó, uống cái xuyên tâm liên vô là nó đỡ rất là nhiều. Thì đây, hôm nay Huỳnh Ngân thấy đó, trời, cái tên xuyên tâm liên nó thân thương gì đâu, gắn bó với tuổi thơ của mình. Hay là trong mùa đại dịch vừa qua đó quý vị, mình cũng nghe cái chữ xuyên tâm liên này rất là nhiều ha. Và ngày hôm nay nó có mặt trong cái bộ gồm tới 10 chai lận quý vị ơi. Một bộ 10 chai để làm chi? Bởi vì đây là một cái loại rất là cần, một cái thiết bị y tế được Bộ Y tế xếp vào loại A, rất là cần thiết cho mỗi chúng ta luôn á, cần phải xịt rửa mũi, vệ sinh khoang mũi mỗi ngày á, thì mua một lần 10 chai mà sử dụng lâu dài, không có sợ bị gián đoạn. Mà chính xác, chi phí bỏ ra, chi phí bỏ ra ngày hôm nay Huỳnh Ngân tin là quý vị sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ có 499.000 đồng. Mà có quà không Dung? Có chứ ạ, quà tặng của chúng ta được tặng kèm thêm đó là hai chai dung dịch xịt mũi tăng miễn dịch dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên quý vị nhé. Và ngoài ra nữa là còn tặng thêm là một chai keo om xịt họng nữa. Như vậy là ngày hôm nay đối với bộ sản phẩm này chúng tôi mang đến cho quý vị là với một mức giá thứ nhất cực kỳ hợp lý, khi có 499.000 đồng mà quý vị tính thử xem đi ạ. 10 sản phẩm chính và bên cạnh đó là còn có thêm 3 sản phẩm quà tặng nữa, sương sương là bao nhiêu rồi. Chỉ có 499.000 đồng mà thôi, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình. Không phải chỉ đơn thuần là người lớn của chúng ta cần đâu, mà kể cả các em nhỏ là những người rất cần thiết trong vấn đề là vệ sinh khoang mũi thường xuyên đúng không thưa quý vị? Bởi vì sao? Các bé nhỏ thì thường là cái sức đề kháng nó sẽ yếu hơn. Thế nên là ngày hôm nay quý vị ơi, chúng tôi mang đến cho quý vị bộ sản phẩm này bởi vì chúng tôi biết rằng á, đối với cái việc là vệ sinh khoang mũi á, là người lớn là phải sử dụng riêng một sản phẩm riêng, trẻ em là phải sử dụng một sản phẩm riêng. Nhưng mà ngày hôm nay á là kết hợp hết trong cùng một combo rồi, trong cùng một bộ sản phẩm rồi. Thế nên chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là quý vị vừa có là sản phẩm dành cho người lớn, sản phẩm dành cho cả trẻ em và bên cạnh đó là còn có thêm hỗ trợ cho khoang họng của mình được thoang thoáng hơn nữa quý vị nhé. Dạ đúng rồi quý vị, với sản phẩm 90 cái chai xịt mũi tăng miễn dịch ngày hôm nay á quý vị, thì dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn sử dụng đều được và an toàn ha. Như vậy là dành cho tất cả mọi đối tượng trong đúng nhà rồi. Của mình rồi. Chỉ lưu ý là trẻ thì mình không nên cho sử dụng sớm quá thôi ạ. Bởi vì đôi khi cái cách mẹ sử dụng không đúng nó làm cho trẻ có thể là bị sặc,
Còn bây giờ Hồng Ngân sẽ mở một cái chai ở trên tay mình ra nha. Và sử dụng luôn đúng không ạ? Bởi vì dạ, nãy giờ nghe khò khèo không quý vị? Đó, bị cong này khổ vậy. Đây quý vị nhìn với Hồng Ngân nha. Trên cái tem niêm phong này có cái chữ GMP là thực hành sản xuất tốt. Và nhà máy sản xuất đã đạt tiêu chuẩn công nhận là sản xuất tốt. Nghĩa là gì? Đảm bảo tất cả những cái tiêu chuẩn khắt khe ha. Còn bây giờ mình xem đi, đây là tiêu chuẩn nào ạ? Đây, tiêu chuẩn toàn cầu mà quý vị ơi. Rồi, mình mở cái nắp ra nha. Quý vị sẽ nhìn thấy một cái chai bên trong. Đây, cái hình dạng thì nãy giờ mình cũng đã nhìn thấy rồi ha. Đây, và cái nắp với cái dạng vòi xịt này nè, rất là dễ để cho mình có thể sao ạ? Mình xịt vào cái phần khoang mũi của mình rất là tiện. Hình Ngân sẽ thử nha. Ở nhà Hình Ngân có lần mình mua một cái loại mà nó không có phù hợp lắm, cái tia nó rất là mạnh, không biết cái này có bị vậy không đây nè. Cái này chị yên tâm, tia nó rất là nhẹ nha. Và mỗi lần chúng ta sử dụng á là quý vị thấy đấy, giống như kiểu của chị Huỳnh Ngân á. Đó, chúng ta sẽ xịt khoảng cỡ tầm 2 cho đến 3 phun vào trong khoang mũi của mình. Và đối với cái cơ chế hoạt động thì nó cũng đơn giản lắm. Với dung dịch này thì nó sẽ giúp hỗ trợ làm gì ạ? Thứ nhất là làm loãng cái chất nhầy ở bên trong mũi của mình, và rồi sau đó là nó sẽ kéo theo cả rỉ mũi cũng như là bụi bẩn đi theo bên ngoài, giúp cho cái khoang mũi của mình nó trở nên thông thoáng hơn. Thành ra đó là lý do vì sao khi sử dụng dòng sản phẩm dung dịch xịt mũi Nanosat của Honeyland thường xuyên sẽ giúp cho quý vị giảm các triệu chứng như là nghẹt mũi này, sổ mũi này, viêm mũi dị ứng, ngoài ra phòng ngừa các bệnh liên quan đến hô hấp như là viêm mũi, viêm xoang. Và đối với cái chai màu xanh mà chúng tôi đang cầm ở trên tay đây là sẽ phù hợp dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên nhé. Còn nếu như mà nhà mình có các bé nhỏ giống như nhà chị Huỳnh Ngân thì sao ạ? Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản là chai màu hồng. Ngày hôm nay cũng cùng chung cho một combo, cùng chung cho một bộ của chúng tôi bao gồm 10 chai, được tặng kèm thêm 2 chai dành cho các bé nhỏ và một chai keo om xịt họng nữa đấy ạ. 499.000 đồng thôi đấy. Dạ, thật ra một cái mức đầu tư quá là ổn luôn. Đúng rồi. Mà giờ Hình Ngân nè, mới vừa hả len lén quý vị là mình đã cho ra cái phần nước mũi mình hồi nãy hả, sáng giờ nó nghẹt, có thở không thông thoáng. Bây giờ thì thở rất là thoáng rồi ạ. Mà quan trọng là gì? Cái quá trình mình xịt vào mũi không có bị giật mình. Như con Hình Ngân ở nhà có một đợt Hình Ngân mua cái loại nó không có tốt lắm á, mình xịt nó mạnh quá, nó sâu quá, thế là con khóc và từ đó rất là khó để dụ con rửa mũi. Nhưng Hình Ngân nghĩ lại này nha, ưu điểm cực kỳ lớn luôn, cảm nhận được liền, không cần phải là đợi ngày dài tháng rộng đâu ạ. Xịt vô một cái cảm thấy là nó lan tỏa đều ở trong cái khoang mũi nè, rất là đều luôn, cái dạng xương mịn đó quý vị. Cho nên khi mà chúng ta xịt vào mũi của mình á, nó không có tạo thành một cái tia gây đau hay là gây ảnh hưởng đến cái phần niêm mạc mũi mỏng manh, mà đây ạ, quý vị thấy nó thấm từ từ và bắt đầu khi mà nó đi ra cùng với rỉ mũi nè, nó làm tan cái chất nhầy ở trong mũi á, làm cho mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đúng, chính xác đấy ạ. Thành ra ngày hôm nay một khoản đầu tư quá tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Thực sự ngày xưa Dung biết á, là về cái vấn đề vệ sinh khoang mũi á, chúng ta chưa có chú trọng lắm đâu. Đúng rồi. Chắc chắn luôn, đa số là chúng ta sẽ chỉ quan tâm là về những cái vấn đề liên quan đến đường ăn uống thôi. Còn về cái đường hô hấp của mình á, thì đôi khi là chúng ta không có được chú trọng lắm, nhiều khi là còn bị chủ quan nữa cơ. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng những cái bệnh liên quan giống như là cảm hay là sốt thì chắc có lẽ là tầm một cỡ chút xíu là khỏi thôi. Nhưng mà quý vị thấy không, sau cái trận đại dịch vừa qua và tính đến thời điểm hiện tại thì những cái di chứng nó vẫn còn để lại. Chúng ta mới thấy được rằng là cái sự quan trọng của việc là bảo vệ cái khoang mũi, bảo vệ cái đường hô hấp của mình nó như thế nào. Quý vị biết không, ví dụ giống như đôi mắt, chúng ta chỉ cần là hơi khó chịu một chút xíu thôi là đã thấy là hả, trời ơi, kiểu như là cả thế giới tối sầm lại rồi đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, quý vị nghĩ thử xem, chúng ta có thể là không ăn trong vòng mấy ngày cũng được, nhưng quý vị thử nhịn thở trong vòng mấy ngày thử xem có được không ạ? Trời ơi, nói gì vậy? Không. Dạ. Chắc chắn là không đúng không nào? Hơn 1 phút là em chịu hết nổi rồi chị Nhung ơi. Chính xác. Nên đó là lý do vì sao mà cái việc vệ sinh khoang mũi của mình là một điều vô cùng quan trọng quý vị ơi. Nói chung á là đừng để có không giữ mất đừng tìm quý vị nha. Dạ. Ngay lúc này đây là chúng ta sẽ cần phải là hàng ngày hàng giờ, mà tính ra chi phí có bao nhiêu đâu? 499.000 đồng. Ngày hôm nay quý vị được tới tận 10 chai. 10 chai dung dịch xịt mũi tăng miễn dịch dành cho người lớn, và bên cạnh đó là còn được tặng kèm thêm là 2 chai giúp cho là gì ạ? À, giảm các triệu chứng dành cho các bé từ 6 tháng tuổi trở lên. Như thế này, đúng không ạ? Đó, tặng thêm 2 chai cho quý vị, mỗi chai như vậy là 70ml. Bây giờ quý vị tính thử xem đi ạ. 10 chai người lớn 700ml, 2 chai nhỏ 140ml cộng thêm một chai keo om xịt họng, chúng ta dùng đến bao giờ mới hết? Mà có 499.000 đồng. Nói thật với quý vị, 499 ăn một bữa hai bữa là nó hết rồi. Nhưng ngày hôm nay nhá, quý vị mua những sản phẩm này là quý vị sẽ giúp cho cái đường hô hấp của mình nó được thông thoáng hơn, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và khi mà làm việc nó cũng sẽ trở nên năng suất hơn, đúng không chị Ngân? Dạ, mà quan trọng là như vậy nè, đôi khi mà chúng ta cần gấp cái gì á quý vị, chúng ta đi mua chúng ta là không có đủ thời gian đúng. Mình tìm hiểu. Nhưng mà hôm nay nào Huỳnh Ngân với lại Dung rất là may mắn có thời gian tư vấn từ từ cho quý vị nghe ha. Thì Huỳnh Ngân ưng ở đây á là bởi vì đây là cái chai xịt mũi mà coi như tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao ha. Bởi vì đây ở thương hiệu Honeyland này quá là quen thuộc với mình rồi, coi như là các sản phẩm về mật ong Honeyland là quá là gần gũi và đúng, nổi tiếng. Và Hình Ngân càng tự hào hơn khi mà thương hiệu này còn quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và đặc biệt là trải qua một cái trận đại dịch đúng không ạ?
nắm được đúng tâm lý là cần làm sạch cái phần khoang mũi, cần làm sao cải thiện khả năng miễn dịch cho hệ hô hấp trên của cả người lớn và trẻ em, thì Honeyland làm cái này là từ tâm huyết và đáp ứng tất cả những cái tiêu chuẩn của tiêu chuẩn sản xuất GMP, thực hành sản xuất tốt, nên Huỳnh Ngân cảm thấy rất là tự hào. Và ngày hôm nay nha, khẳng định với quý vị là Huỳnh Ngân về phải mua cái này liền cho con mình xài, cho mình xài. Một là mức giá đang tốt, hai là quà tặng đang nhiều và bản thân mình sử dụng cảm thấy rất là hài lòng ạ. 499.000 đồng mà thôi. Tuy nhiên đây là mức giá sẽ chỉ xuất hiện trong khung thời gian phát sóng của chương trình. Thế nên là nếu như mà ngay lúc này đây quý cô chú anh chị chúng ta đang có cơ duyên để xem chương trình phát sóng của chúng tôi đối với sản phẩm NanoSat của thương hiệu Honeyland như thế này thì hãy mau chóng là nhấc máy đặt hàng liền tay quý vị nhé. Những cái người hay bị viêm mũi dị ứng là cứ bị át xì hoài. Đúng rồi. Em của Huỳnh Ngân cứ vô máy lạnh là át xì. Còn Huỳnh Ngân hôm nay bệnh từ con. Hồi nãy trước khi bắt đầu chương trình mình cứ nói là sợ quá, đang dẫn chương trình sợ bị át xì một cái. Chắc là coi như phải hả, xin lỗi quý vị khán giả. Nhưng mà công nhận nha, nhờ xịt cái này vô nãy giờ hả, cảm giác nó không còn bị kích thích cái mũi như là hồi trước khi xịt nữa. Nãy giờ không có át xì, hên ơi là hên quý vị ơi. Mà còn cái này nè nha, Huỳnh Ngân cực kỳ ưng cái chỗ là nó làm tăng cái cảm giác không có bị khô rát cái mũi của mình á. Ai ở máy lạnh nhiều sẽ cảm nhận được liền nha. Nó sẽ không có bị gọi là khô ráo cái mũi, rát cái mũi. Nhất là con nít á, con nít mà nằm điều hòa đó quý vị. Thực ra thân nhiệt của trẻ con rất là cao. Ba mẹ mà cứ nói là không cho con nằm máy lạnh đỡ bệnh thì không đúng. Huỳnh Ngân xin đính chính nha. Máy lạnh nó không gây bệnh. Nó gây bệnh nếu như mình không vệ sinh máy lạnh và nếu như mình không có cái chế độ cấp ẩm cho niêm mạc mũi. Và đây một cái cách để mình có thể là cấp ẩm cho niêm mạc mũi cho con của mình ha. Và bởi vì tại sao lại có cái công dụng giống như vừa nãy chị Ngân chia sẻ, có một cái cảm giác thoải mái dễ chịu đến như vậy thì quý vị ơi, chúng ta hãy cùng xem thử những cái thành phần nhé. Đầu tiên có thể kể đến đó là nano bạc này, mà nano bạc thì có chứa rất là nhiều những thành phần giúp kháng khuẩn đúng không nào. Ngoài ra nữa còn có thêm là natri chlorua, bên cạnh đó còn có thêm là xuyên tâm liên và còn có thêm là bạc hà nữa. Bình thường quý vị biết không, ngày xưa các ông các bà của mình á, các cụ của mình là thường hay làm gì ạ? Sử dụng nước muối, mà nhiều khi là nước muối tự pha để rồi sau đó là vệ sinh cái khoang mũi của mình. Nhưng mà ngày hôm nay chi cho nó vất vả vậy đúng không thưa quý vị? Bởi vì là chúng ta đã có một giải pháp rồi. Ở trong này không phải chỉ đơn thuần là có nước muối sinh lý đâu mà còn có thêm những thành phần như là nano bạc, xuyên tâm liên và bạc hà nữa. Thành ra như vậy là chỉ cần trong một chai thôi cũng chẳng cần phải mất công để mà hả mình tốn thời gian mình pha phải không ạ? Một chai 70ml như thế này mình có thể mang đi khắp mọi nơi. Yeah. Rồi sẽ có nhiều cô chú anh chị bảo là trời ơi mua gì mà mua nhiều thế, thì giống như vừa nãy chị Ngân có chia sẻ, bởi vì đây là dòng sản phẩm cần thiết mà được Bộ Y tế xếp vào loại A lận mà quý vị ơi. Thành ra là ngày nào chúng ta cũng cần phải sử dụng. Nên là 70ml nói thì nghe thì có vẻ là nhiều, 10 chai nghe thì có vẻ là nhiều, nhưng mà dùng một khoảng thời gian ngắn là cũng sẽ hết thôi. Với cả thêm một điều, em không biết chị Ngân có gặp phải trường hợp giống như em không, đó là cái tính hậu động hay quên. Ví dụ nhà lầu đi ha, thì ở tầng, tức là tầng trệt thì phải có ở chai, trên phòng ngủ phải có ở chai, trong túi của mình phải có một chai, mà nhiều khi mình có nhiều túi là mỗi túi là phải có một chai thưa quý vị. Dạ. Để tránh trường hợp là não các bạn hay quên đấy ạ. Với lại cái này nữa, nhà đông thành viên thì mình lưu ý là bởi vì cái này là mình để vào mũi mình xịt á, cho nên là mình sẽ không dùng chung. Huỳnh Ngân thấy nếu như dùng chung thì đôi khi cái người không bị bệnh mà dùng chung cái chai này là người đang bị bệnh thì sẽ bị lây. Cho nên thật là hợp lý với cái số lượng 10 chai quý vị ơi. Mình mua một lần mà sử dụng lâu dài và dùng cho nhiều đối tượng trong gia đình, mỗi người giữ một chai, để ở nhà, để trong phòng ngủ, để trong nhà bếp, để ở phòng khách, để trong túi sách của chồng, để trong cái giỏ đi làm của vợ, để trong ba lô đi học của con, lâu lâu nhờ cô giáo lấy ra xịt cho con, đảm bảo cho cái phần mũi của con được thông thoáng. Và ngày hôm nay Huỳnh Ngân có một cái rất là thích ở sản phẩm này nữa là quà tặng cũng rất là chiều lòng khách hàng. Cái chai mà xịt họng keo ong này nè quý vị ơi, được rất là nhiều cô chú anh chị mua hàng trên VTV Hyundai á, coi như là phản hồi rất là tốt, gọi là mê á. Huỳnh Ngân là mê chữ E kéo dài luôn, kéo thật là dài luôn, bởi vì hả hỗ trợ cho cái phần mà Huỳnh Ngân hay bị rát họng á. Đúng rồi. Nói quá nhiều, nói từ tiếng này nói qua tiếng kia, la chồng la con ở nhà nên là đôi khi rất là cần. Và ngày hôm nay quý vị thấy nha, cái chai xịt họng keo ong này cũng có cái dấu gọi là niêm phong GMP ha, cũng là có cái tiêu chuẩn là thực hành sản xuất tốt nha. Và đây quý vị coi nè, cái cách để mà mình xịt họng keo ong này nó cũng rất là đơn giản luôn. Chai thủy tinh nha quý vị nha, rồi mở cái nắp này ra nè, đem theo cất trong giỏ cũng rất là dễ nha, cũng là của Honeyland nha. Rồi bắt đầu mình ha. Chai xịt họng này là Dung thấy cũng rất là cần thiết luôn đó thưa quý vị. Bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua là chúng ta có thể thấy đấy, là không phải chỉ liên quan đến đường hô hấp của mình, mà kể cả cái khoang họng của mình nó cũng rất dễ là bị rát, bị khô đúng không ạ? Chị Ngân dùng xong thấy có bị là gây khó chịu hay là dễ chịu lắm? Dễ chịu. Ở nhà chị là tới mấy chai này lần. Dạ, thật ra là nhà em là gắn bó bởi vì em hay bị đau cái phần cổ họng dữ lắm, nói nhiều nó làm ảnh hưởng đến dây thanh đó quý vị, rồi nó khô rát họng á. Với lại một cái này nha, ai mà đi làm giao tiếp xã hội mình sẽ thấy đôi khi mình ăn uống không đúng giờ, đau bao tử á, bắt đầu cái hơi thở mình nó có mùi. Đúng, chính xác. Mà cái này nha, Huỳnh Ngân thấy nó có rất nhiều những cái thành phần mà không những là hỗ
trợ kháng khuẩn cho cổ họng đâu mà nó còn làm thơm miệng của mình nữa. Ưng nhất là cái tinh dầu gừng nào với lại cái gì tinh dầu húng chanh hay còn gọi là tần dày lá đó. Huỳnh Ngân coi như là rất là mê tần dày lá ở chỗ khi mà mình đau họng mình sử dụng cái gì có tần dày lá như là mình thấy nó hiệu quả liền, nó giảm rát họng một cách giống như là lập tức luôn á. Thì ngày hôm nay trong sản phẩm này cũng có tần dày lá nha, hay còn gọi là húng chanh nè, rồi còn có cả keo ong nè, có cả mật ong nữa, rất là tuyệt vời luôn á quý vị ơi. Và ngày hôm nay là đây là quà tặng cho quý vị. Bình thường là chúng ta phải mua đúng không ạ? Thực sự là sản phẩm này là chúng tôi cũng có bán đấy quý vị ơi, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi tặng luôn cho quý vị bởi vì chúng tôi biết rằng đối với cái bộ sản phẩm này thì chắc chắn nó sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu như vừa có dung dịch xịt mũi mà vừa có thêm là dung dịch xịt diệt họng nữa. Thành ra là ngày hôm nay quý vị ạ, chỉ với một cú điện thoại thôi là quý vị vừa có dung dịch xịt mũi dành cho người lớn, vừa có dung dịch xịt mũi dành cho trẻ nhỏ, và bên cạnh đó còn có thêm là một chai keo ong xịt họng nữa. Tất cả là đều của thương hiệu Honeyland, tất cả đều đạt được tiêu chuẩn sản xuất GMP. Chính vì vậy chúng ta hoàn toàn yên tâm về mặt chất lượng, về mặt nguồn gốc xuất xứ quý vị nha. Một chai nhỏ gọn như thế này có dung tích là 30ml, quý vị có thể mang đi mọi lúc mọi nơi. Lâu lâu mà mình kiểu giống như là mình nói nhiều quá chẳng hạn, giống như là cái nghề của Dung với chị Ngân chẳng hạn, đó mình cảm thấy hơi rát họng một xíu đúng không ạ? Lấy Honeyland ra chúng ta xịt một chút xíu là đã thấy là cái họng của mình nó thông thoáng rồi. Hay là nhiều khi này đây các bé nhỏ của mình thời tiết nó bắt đầu nó thay đổi thì chắc chắn cũng sẽ khiến cho cơ thể cũng sẽ bị thay đổi theo, khiến cho bé là bắt đầu là bị khô họng, bị khó chịu đúng không ạ? Đúng rồi, hồi nãy thấy cái biểu cảm của bé không ạ? Cái biểu cảm của bé khi mà được xịt cái đó rất là dễ chịu bởi vì nó ngon. Còn đây ạ, một cái tình huống mà rất là trớ trêu nhưng mà ngày hôm nay đã có một cái vị cứu tinh hơi thở. Nó sẽ không còn là tác nhân làm cho người ta xa nhau nữa. Bây giờ hơi thở thơm tho nè ha, người ta sẽ vui vẻ với nhau, người ta sẽ mạnh dạn tự tin, xích lại gần nhau hơn. Thế nên là ngày hôm nay quý vị ơi còn chần chờ gì nữa ạ? Bảo vệ sức khỏe của mình là cần phải bảo vệ ngay từ ngày hôm nay. Và chúng tôi đã mang đến cho quý vị có thể nói là một bộ sản phẩm, một mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. 10 chai dung dịch xịt mũi NanoSat của thương hiệu Honeyland 499.000 đồng, nhưng quý vị còn được tặng thêm quà. Tặng thêm là gì đấy ạ? 2 chai dung dịch xịt mũi tăng miễn dịch dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. Và ngoài ra còn được tặng kèm thêm là một chai keo ong xịt họng nữa. Có nhiều quà tặng như vậy nhưng mà mức giá có thay đổi hay không ạ? Đương nhiên là không, vẫn giữ nguyên mức giá cũ là 499.000 đồng. Tuy nhiên đây là mức giá chỉ có ở trong khung thời gian phát sóng thôi. Quý vị ơi, cái này nếu như mà bình thường quý vị đi ra ngoài tiệm thuốc mua có không? Chắc chắn là có rồi. Nhưng mà có được cái mức giá hấp dẫn như thế này hay không thì chúng tôi không đảm bảo. Có được quà tặng hay không thì chúng tôi càng không chắc nữa. Chỉ có khi là quý vị mua hàng ở trên sóng của VTV Hyundai Home Shopping như thế này thì quý vị vừa được hỗ trợ là mức giá tốt, mà bên cạnh đó là còn được hỗ trợ là gì ạ? Hỗ trợ là mang đến tận nhà cho quý vị, ship đến tận nhà cho quý vị nữa chứ. Thành ra là chúng ta sẽ được hạn chế thêm một khoảng rất là lớn về cái vấn đề tiếp xúc với môi trường khói bụi bên ngoài, đúng không nào?